Dạ vâng, hello, em Thịnh Bến Tre đây, gửi lời chào đến bà con mình nha. Chiều nay lên cho em một siêu phẩm luôn. Đẹp như cái kiếm, anh em mình có thấy chiếc xe nào mà hơn 300 triệu mà xe hai cầu, số tự động, cửa sổ trời, xi nhan gương chính chỉnh điện, gập gương, gầm cao, máy thoáng chưa? Thì đây là một sự lựa chọn hợp lý, xe một chủ chạy có 100 ngàn thôi. Xe hơi bị cọp luôn anh chị, biển số lại đỉnh nữa, 02339. Được trang bị là nút đề, số tự động, đó, cửa sổ trời, 5 chỗ ngồi, gầm cao, hatchback, 4 mâm, 4 vỏ, cực kỳ mới luôn, xe nguyên zin không lỗ nhỏ luôn. Đó, xi nhan gương anh em nhìn này, mới toanh luôn nè. Đăng kiểm tới tháng 1, 2025, cửa sổ trời toàn cảnh luôn anh chị nha. Đó, chỉ có 338 triệu thôi. Em này là nhập Hàn Quốc luôn anh chị nha. Đó, đời 2011, nhập Hàn Quốc. Xe cọp như cái kiếm vậy, hàng hiếm có, không phải dễ có đâu anh chị nha. Lâu lâu năm thở 10 thi mới có một thì đó nha anh chị nha. Anh chị mình nhanh tay lựa chọn nha. Xe được trang bị túi khí đầy đủ nè, ABS nè, điều hòa auto, màn hình Android nè, vô lăng tích hợp nè, nút đề nè anh chị, số là số tự động, được trang bị là hai cầu tự động luôn. Đó, gương kính chỉnh điện, gập gương bên đây nữa nè. Trần zin heo xe, được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh nữa nè, đã không anh chị? Dàn ghế là ghế da zin luôn nè anh chị ơi. Tem bọng nách cửa nè. Hầu như là xe này không có chỗ nào để chê được. Và cái giá tiền cực kỳ rẻ, chỉ 385 triệu. Xe này động cơ máy rất là nhỏ, chạy rất là tiết kiệm xăng. Em nhớ không lầm, dòng này như máy có 1 chấm mấy à. Đó. Anh em đợi em cái, em coi cái đăng kiểm cái nha. Anh em thông cảm vậy, nhiều xe quá mình không có nhớ. Anh em thông cảm đợi em cái ha. Túc sành nè, anh em đợi em cái. Động cơ chỉ máy chỉ có 2 chấm thôi, 1.9 mấy anh chị. 1.9 mấy là chỉ 2 chấm anh chị ha. Đó, xe này là một chủ từ đầu luôn. Quá là cộp luôn. 2011 nhưng mà đăng ký lăn bánh 2012 là anh chị nha. Đó, sản xuất 2011 nhưng mà đăng ký lăn bánh 2012, một chủ từ đầu luôn. Đó, xe nguyên zin không cấn đụng, không lỗ nhỏ. Đó. Anh em nhìn nội thất ở trong nè, bon điện sùng chỉ nè. Quá đẹp luôn. Vì là xe đẹp cho nên em quay lâu lâu chút xíu cho anh em mình xem cho nó đã nha. Ốc tán cabo chưa giấu mở luôn nè, bon điện zin hết nè. Phụ tùng đồ chơi anh em nhìn nè, mấy ốc là sáng giới luôn nè. Không thiếu thứ gì, mâm xe cua, vỏ xe cua, rim của xe, con đậu rim của xe luôn. Không một lỗ nhỏ, không có tì vết gì luôn anh chị ha. Đó, anh chị về với việc lên xe và đi. Bao dùng với anh chị mình luôn, bao xài với anh chị mình luôn. Đó, quá đã luôn, nguyên zin. Đó. Mâm vỏ bên đây. Đó, anh em không? Quá chất lượng chưa? Đó. Đúng xe cộp gia đình, không taxi, không dịch vụ, một chủ từ đầu. Quá đã, quá chất lượng, chạy cực kỳ sướng luôn. Đó, có nút bấm cửa nữa nè anh chị ha. Tem bọng nhãn mát nè. Ghế là được trang bị là ghế điện luôn, bơm lưng luôn. Gương chính chỉnh điện, gập gương. Đó, anh em nhìn thấy đã không? Chỉnh đèn sáng tối nữa nè. Đó, được trang bị nút đề, vô lăng tích hợp nữa nè anh chị. Xài hắn chân nha, giống như Camry vậy anh chị ha. Đó, quá chất lượng luôn. Xe chạy đúng 108 ngàn anh chị nha, không một lỗ nhỏ luôn. Đó, màn hình Android chà bá luôn. Cửa sổ trời đã lắm nè anh chị, em bấm cho anh em mình xem nè nha. Em bấm tay nè ha. Đó, bấm một cái một là chạy hết luôn. Ở phía sau nữa anh chị ha. Phía sau thì nó cũng có cái rèm phía sau nữa anh chị ha. Đó. Đã chưa, hai cửa sổ luôn anh chị ha. Đó, vô lăng trợ lực hất lái nhẹ tay luôn. Xe được trang bị rất là nhiều túi khí và ABS nha. Đó. Máy móc nguyên bản, chất lượng cực kỳ. Dòng này thì chạy khỏi nói rồi, bao bền nè. Xe chạy mới 100.000 cây số à, hay vậy anh em mua xe mới gần 1 tỷ bạc. Bây giờ anh em mua chiếc xe này có 385 triệu à, anh em thấy ngon không? Quá ngon đúng không? Cái máy sạch bon luôn nè, anh chị nhìn cái máy nè, thắng ABS nè, cái trụ nè. Trụ phục nè. Ốc cabo chưa mở luôn. Đó. Ốc cabo đầu đít chưa mở hết, tem Hyundai còn nguyên luôn nè. Sùng chỉ keo chỉ nè, anh chị nhìn nè. Quá xuất sắc luôn nè, anh chị nhìn ốc tán nó màu mè của nó nè. Anh em chị nhìn nè. Nói chung là xe này là nguyên con cọp, xe chạy 100 ngàn thì khỏi cần mở cái nắp ở trên đâu anh chị. Máy ghi số ghi mà anh chị ha. Mặt máy còn ghi chưa mở luôn. Đó. Anh em có thấy chiếc xe nào mà chạy 10 năm trời hơn mà cái mặt máy chưa mở không? Chạy mới 100 ngàn à. Hàng hiếm có nha. Bao dùng, bao xài, bao chạy với anh chị mình luôn. Đó. Để cho anh chị mình xe này chỉ 385, còn giảm còn bớt, có cho nợ, có bán thiếu, có giao lưu, có trao đổi. Bên em Thịnh thì rất là nhiều ô tô. Đó, anh chị em mình cứ qua lựa chạy thử với em nha. Đừng ngại ngùng gì hết, có qua xem em Thịnh sẽ có bớt cho anh em mình. Nhắc máy alo em Thịnh mình ngay 0866 6789 71, 0834 33 3371. Có xem là sẽ có bớt cho anh chị mình, nơi giao lưu, trao đổi mua bán với bà con. Đó, anh chị em bà con mình cứ qua lựa chọn, lái thử, chạy thử với em ha.
rất là nhiều ô tô luôn. Anh chị em mình có xe nào mà giao lưu trao đổi với em thì cũng liên hệ em luôn cũng được, qua số là 0564717171. Thì số đấy để anh em mình lấy cà phê từ anh em giới thiệu, hoặc là lấy hoa hồng từ anh em giới thiệu em mua xe. Anh em cứ qua đi, đừng ngại ngùng gì hết. Rồi em cảm ơn, chúc anh em mình buổi chiều nhiều sức khỏe hoặc thành công trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc nha. Em cảm ơn và em hẹn gặp anh em mình ở clip tiếp theo. Anh chị em nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh để cập nhật nhiều video bên em, thật nhiều lắm anh chị ơi, nhiều xe lắm nha. Em cảm ơn nha.